Xin chào các bạn. Ngày hôm nay Sơn đã có mặt tại chợ phiên Simacai các bạn ạ. Chợ phiên Simacai ngày hôm nay thì khá là đông. Bởi vì thời điểm này thì Simacai đang có những chương trình lễ hội nông sản của huyện Simacai tổ chức ra, thì cái phiên chợ ngày hôm nay cũng khá là đông. Và hôm nay thì Sơn sẽ đi lướt vòng quanh khắp cả cái chợ phiên này xem là chợ này ngày hôm nay sẽ có những cái mặt hàng gì nó khác lạ không, nó khác biệt so với những cái phiên khác không. Thì Sơn sẽ cố gắng để ghi được tất cả những cái hình ảnh đẹp nhất để truyền tải lên kênh cho các bạn xem nhá. Đấy, như các bạn quan sát thấy ấy, thì chợ phiên ngày hôm nay thì khá là đông các bạn ạ. Vẫn chủ yếu là bà con dân tộc Mông là đông nhất các bạn nhá. Và đây, bây giờ Sơn sẽ di chuyển ống kính xuống dưới này cho các bạn xem này. Có một chậu sáp ong của cô người Mông đang bán ở đây, là sáp ong, không biết là sáp ong gì. Em đang mua cái sáp ong này là bao nhiêu tiền một cân đây em? Em mua cái mật này là 150, còn cái này là không biết. Cái mật này là em mua là mua theo 150 một cân à, hay là mua theo cân hay theo lít? Theo cân anh ấy. Nhưng mà cái mật này liệu có phải là người ta bắt được tự nhiên không, hay là cái này là người ta nuôi ở nhà anh ạ? Mật này vẫn là mật nuôi thôi à? Vâng. Cái này em mua về làm gì? Em mua về thuốc, làm thuốc anh ạ. Làm thuốc à? Vâng. Em cũng người Mông luôn à? Vâng, em Mông anh. Thế à? Cảm ơn em nhá. Mật ong trộn lẫn cả sáp sủng các thứ, nhưng mà mật này thì theo như cái bạn người Mông bạn mua ấy thì bạn bảo là mật nuôi thôi các bạn ạ, không phải là mật bắt tự nhiên. Chỗ này thì thấy có chị này bán khá là nhiều chuối nha các bạn. Chuối chắc là chuối trồng ở vườn ở nhà được đấy. Thời điểm này thì nó đang vào mùa vải rồi, cho nên là bà con dân bản, là những nhà ai mà có vải nhiều thì người ta cũng đem ra chợ để bán khá là nhiều vải rồi. Bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển xuống cái khu vực bán gia súc gia cầm xem là ở cái thời điểm này thì bà con có bán nhiều những ví dụ như là con chó, con lợn, con gà các thứ không nhá. Vì là những lần trước ấy thì Sơn đi quay ở cái chợ này ấy, thì Sơn thấy cũng khá là nhiều những con vật gia súc gia cầm, vật nuôi ấy. Người ta bán khá là nhiều. Thì hôm nay Sơn sẽ di chuyển xuống khu vực bên dưới này xem là người ta còn bán nhiều không các bạn ạ. Đây rồi các bạn ơi, chủ yếu là vẫn là hàng con lợn giống này, lợn giống, lợn đen các thứ này các bạn này. Chủ yếu lợn đen thì hay là có lẽ chắc là giờ này thì mọi người cũng đi về nhiều rồi hay sao ấy, thì Sơn thấy cũng không còn nhiều ấy lắm nữa. Bây giờ chỉ còn mấy hàng bán con lợn giống này thôi, lợn giống, lợn đen thôi. Sơn định đi mua một con chó con về để nuôi, nhưng mà quan sát thấy hôm nay không thấy có chó con này các bạn. Dưới này thì chỉ thấy còn có lợn thôi, không còn chó nữa. Đi mua một con chó con về nuôi nhưng mà hết mất rồi. Hay là người ta không đem bán, hay là người ta đem về, không biết được. Nhưng thôi, bây giờ Sơn sẽ di chuyển lên phía trên này. Phía trên và bên trong những cái khu vực hàng ăn uống và những cái hàng khác xem là hôm nay là nó có cái gì khác biệt nữa không nhá. Có một cháu nhỏ người Mông các bạn ạ, rất là thích những cái kèn này, vì là những cái này nó cũng khá là khác biệt các bạn ạ. Mẹ đưa con đi chợ và mua cho con những cái kèn, những cái đồ chơi này. Có thích không? Có thích không? Thích à? Thế về thổi, cứ tối thì đem ra ngoài sân để thổi nhá. Thế nhà có anh em gì không? Có mấy anh? Có một thôi. Một anh à? Năm nay bao tuổi rồi? 11 tuổi rồi á? Thế có người yêu chưa? Không. Không à? Không có. Ai yêu được? Ôi thế á? Không xí có. Xinh mà. Đấy, thế về chịu khó thổi kèn vào nhá, để cho có người yêu nhá. Thế bây giờ bảo mẹ đưa vào trong hàng phở, ăn phở đi nhá. Ăn rồi. Ăn rồi à? Thế ăn rồi đi mua quà nữa nhá. Nói chuyện với các bạn nhỏ người Mông
các bạn ạ, cũng rất là vui. Giờ đây Sơn lại di chuyển lên cái lối đi quen quen các bạn ạ. Không biết là lần trước thì mọi người đã theo dõi video của Sơn chưa? Thì nếu ai chưa theo dõi thì có thể là vào xem lại video của Sơn thì chắc là sẽ nhận ra mấy cái lối đi này thôi. Cái lối đi này thì lần trước thì Sơn cũng đã quay ở đây rồi. Thực ra thì cách đây cũng khá là một thời gian khá là lâu rồi. Vì cái thời gian trước Sơn quay thì nó vào cái dịp và vừa mới Tết ra ấy các bạn. Bây giờ thì cũng mấy tháng rồi thì bây giờ Sơn quay lại và ghi lại những cái hình ảnh trong cái thời điểm mấy tháng rồi thì quay lại xem là nó có những cái gì nó khác biệt không. Khu vực trên này thì vẫn là hàng gạo các bạn ạ. Vẫn là hàng gạo, người gạo và người dân bản người ta trồng được và đem ra bán thôi. Đây, như các bạn quan sát thấy đây. Toàn bộ là của bà con người Mông là chủ yếu các bạn nhé. Gạo ở đây thì người ta bán bằng cái vỏ, gọi là cái vỏ, cái ống tre, ống nứa ấy. Đấy, thì nó cũng tính thì nó cũng ra cân thôi các bạn ạ. Đây này, người ta sẽ bán bằng cái ống như thế này. Đấy, cái ống này, mỗi một ống này là được 1 cân thôi hả bà? 2 cân mà. Một ống này 2 cân á? Ồ, thế được nhiều quá nhỉ? 2 cân mà. Đấy. Bà người Mông bảo là một ống đấy sẽ được 2 cân các bạn. Đấy, hàng gạo. Di chuyển sang bên này thì lại gặp lại một cái chị bán hàng quen quen. Em chào chị nhá, còn nhớ em không? Không nhớ á. Lần trước em mua củ tam thất này do chị này. Vâng, lần trước em mua củ tam thất này do chị. Vừa quay phim mà mua tam thất luôn. Ôi, thế là này em thấy chị bán là nhiều hoa tam thất đấy. Cái hoa tam thất này là bao nhiêu? Đây là đây đóng giá luôn đây à? Là bằng 450.000 trên lửa cân à? Thế nào nghĩa bằng 900 một cân đúng không? Đấy, ai có nhu cầu mua hoa tam thất nhé. Hoa tam thất thì để chúng ta pha vào nước nóng uống cho nó rất là tốt cho giấc ngủ các bạn. Thì ai có nhu cầu mua thì có thể liên hệ cho Sơn để Sơn mua hộ cho nhé. Rồi, cảm ơn chị nhá, em sang khu vực bên tí nữa. Bây giờ thì Sơn lại đang di chuyển vào bên trong những quán ăn, quán phở các bạn ạ. Đây, đặc biệt ở chợ Simacai này thì về đồng bào họ sẽ bán những cái túi phở như thế này. Đóng vào những cái túi phở như này và bán đem về các bạn. Rất là nhiều. Đấy. Vâng, để nát nữa cháu mua nhá. Cái túi phở này đóng nó xong rồi là sẽ bán cho những người mua đem về. Đấy, và một cái điều đặc biệt mà Sơn vẫn thường nói ở trên những video ấy, thì người đồng bào ở đây thì mỗi khi đi chợ thì người ta rất là thích ăn phở. Đây, bây giờ sẽ di chuyển vào bên trong hàng phở một tí nhá. Giờ này thì cũng vẫn còn khá là đông mọi người đang đi chợ ăn phở các bạn. Đấy. Những cái món phở ở trên này thì ăn cũng khá là thú vị, khá là ngon các bạn. Phở tráng đấy, cái phở tráng ăn nó cũng tuyệt vời lắm. Nói chung là cũng ngon. đây rồi các bạn ơi, đang di chuyển đến mấy chị đang bán xôi 7 màu. Đây, mình sẽ sang hàng bên này. Hàng của cô này thì lần trước thì mình có mua xôi của cô này rồi. Có mua xôi 7 màu của cô này và hai anh em mua 2 túi xôi mà thực sự đi xôi 7 màu đây ăn rất là ngon rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà hôm nay thì thôi chắc là sẽ không ăn xôi nữa, bởi vì hôm nay ăn sáng rồi không ăn xôi nữa. Đây còn nhiều xôi không cô? Đâu mở ra cháu xem cái nào. Ôi hôm nay còn nhiều thế. Thế mỗi một phiên chợ như thế này thì cô sẽ nấu bao nhiêu cân? 35 cân. Hôm nay làm hơn là chắc là vì là nghĩ là sẽ mọi người sẽ đi chợ nhiều hơn vì nó có chương trình lễ hội đúng không ạ? Đúng rồi. Thôi cái này mình bán không hết mình đem ra xuống hội chợ mình bán cũng được. Tí là hết. Thôi cô bán hàng đi nhá. Chúc cho cô tí nữa thì sẽ bán hết chiều đỡ phải đem xuống hội chợ bán ạ.
đây nữa các bạn này. Đó. Xôi bảy màu. Một món à, lại còn xôi tắm màu nữa. Và bán bao nhiêu tiền một bát như thế này? 10.000. 10.000 một bát à? Ôi, 10.000 một bát xôi như thế này thôi. Nếu như mà bạn nào mà ăn khỏe thì mới ăn hết được một bát xôi này, bởi vì xôi này ăn nó kiểu nó rất là no ấy, nó lâu ấy các bạn. Rất là ngon đấy, gói vào lá chuối sau đó là ăn với cả muối lạc, muối vừng. Còn một điều đặc biệt hơn nữa là hai bạn gái rất là xinh đang mua xôi. Thế hai bạn thì ăn một bát thôi à? Thế á? Ăn thêm một bát nữa đi. Mua thêm một bát nữa ăn cho nó hai bát đi. Chú làm YouTuber à? Quay sang bên này đi, cho cháu lên hình thế nào? Sơn sẽ di chuyển sâu vào bên trong này hơn nữa các bạn nhé, xem là khu vực bên trong này sẽ còn những cái mặt hàng gì nữa. Có cậu bé đang lặn bánh trôi. Bánh này là gọi là bánh trôi đúng không? Bánh trôi này còn có tên gọi khác là gì nữa không? Xỉu Jin. À, xỉu Jin là theo tiếng gọi của người Mông à? À, người Mông thì còn có thể gọi cái tên của bánh trôi này là xỉu Jin các bạn nhé. Đấy, cho nên là nhiều khi là nó có những cái tiếng địa phương thì nó cũng có những cái nó khác lại. Đấy. À, thế cái bánh trôi này thì em làm không cho nhân à? À. Thế này là một phiên chợ này thì bán được tầm bao nhiêu cân bột này? 3-4 cân nữa. À thế hôm nay cũng bán cũng hết khá nhiều rồi nhờ. À đây các bạn ơi. Đấy, cái bánh trôi đó thì khi mà người ta sẽ không làm nhân và người ta sẽ ăn với đường như thế này các bạn nhá. Người ta sẽ ăn với đường như thế này. Bây giờ thì mình sẽ quay của bà một tí. Chị ơi, bao nhiêu tiền một bát như thế này? 10.000 một bát à? À bây giờ thì xong là mình sẽ trả tiền cho bà cụ này để tại vì là mình có ghi hình của bà một tí. À, bà có nói được tiếng Kinh không? Không. Có nghe được không? Bà nghe được nhưng không nói được. À, bà không nói được tiếng người Kinh các bạn ạ. À, đây là một bát khi mà người ta làm bánh trôi xong thì người ta sẽ ăn với cả đường như thế này. Người ta trộn đường như này và ăn thôi. Đây em trả tiền bát của bà kia luôn nhá. Khu vực này thì vẫn là một dãy hàng ăn thôi các bạn ạ. Chạy dài ra đến cổng bên kia thì không biết là còn nữa không, nhưng mà mình đi vào bên trong này đi khá sâu rồi thì vẫn là một dãy hàng ăn. Đấy. À, sang khu vực cổng bên này thì ôi từ từ nhá, từ đợi mình đi nữa. Chào em gái nhá. Ôi ngại ông kính nhá, đang định hỏi thăm em một tí mà ngại ông kính nhá. Sao thế? Một em gái khá là xinh các bạn ạ, nhưng mà có vẻ hơi ngại ông kính. À, vậy thôi em đi chợ đi. À, định hỏi thăm bạn ấy một xíu nhưng mà có vẻ ngại ông kính ấy, nên là thôi mình sẽ di chuyển sang bên này. À, sang khu vực bên đầu cổng bên này thì đây là những hàng người ta bán về những cái dụng cụ làm nương làm ruộng rồi các bạn ạ. Đấy, và rau củ quả. Quan sát gần đây thì có khá là nhiều hàng vải. À, vải này thì không phải là vải của người dân bản nữa, vải này là vải người ta buôn rồi. Vải này buôn rồi các bạn ạ. À, đây mình sẽ di chuyển sang bên ngoài cổng ngoài kia nhé. Ở ngoài kia xem là bên ngoài này còn có cái gì nó khác lạ nữa không. Rồi mình đi một vòng từ cổng bên kia sang cổng bên này thì cũng hết rồi. Ngoài này thì không có mặt hàng gì nữa. Chắc có lẽ bây giờ Sơn sẽ lại di chuyển vào bên trong và đi xuyên sang các ngách khác xem là còn có cái gì đặc biệt nữa không các bạn nhá.
À, lần trước thì Sơn quay ở chợ này thì cái lối đi này là sẽ đi xuyên sang các hàng người ta bán rượu các bạn ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì không biết là các cô, các chú, mọi người là có còn bán rượu ở khu vực bên này nữa không? Mình cũng thử di chuyển sang xem là như thế nào. Ôi, ngày hôm nay thì toàn thấy can thôi các bạn, toàn thấy can không đây. Đây, các bạn còn nhớ trong cái video lần trước mình quay đây thì cái khu vực này rất là nhiều những cái hàng rượu này. Những hàng rượu mà rượu ngô, rượu men lá thứ người ta ủ, người ta bán ở đây. Cũng bán khu vực này rất là đông, nhưng ngày hôm nay thì không còn nữa rồi. Các bạn ơi, đi một vòng quanh chợ Simacai thì bây giờ Sơn đã di chuyển sang khu vực hàng kem. Bởi vì thời điểm này thì nó đang là thời tiết cũng khá là nóng bức ấy, cho nên là nhu cầu ăn kem uống nước của mọi người thì rất là nhiều. Nên là hôm nay thì Sơn đây cũng thử một cây ốc quế các bạn ạ. Khá là ngon, khá là thú vị. Nhưng mà cái ốc quế này thì thấy hương vị thì nó là ngon. Với cái giá thành mà bán cho người dân bản ở đây như các chị bán ở đây thì nó rất là rẻ. Chị gái bán một cái cây kem này là có 5 ngàn thôi đúng không? 5 ngàn một cây kem này. Đấy, như các bạn thấy 5 ngàn một cây kem này để phục vụ cho bà con dân bản ở đây khi đi chợ ăn kem thì cũng hợp lý thôi đúng không? Sơn mời mọi người ăn kem cùng với Sơn nhá. Cái ấy thôi, lấy cái thùng xuống. Ở bên này thì Sơn quan sát thấy em có nói được tiếng Kinh không? Có. Có à? Em hình như là đang đựu con à? Thế á? Thế kia là hai đứa con của em à? Hay là... Là cháu á? Cháu của em à? Em ra hỏi các cháu xem có ăn kem không? Anh mua cho các cháu mấy cái kem để ăn nhá. Đấy, hỏi đi. Mình sẽ mua kem cho các cháu nhỏ các bạn ạ. Đây, chị ơi, chị cho em mấy cái kem để cho các cháu nhá. Mình sẽ mua mấy cái kem để cho các cháu. Ơi, từ còn em nữa, thế em có ăn kem không? Mua kem cho em luôn nhá. Không phải ngại. Em sinh năm bao nhiêu? Năm 2001. 2001 à? Thế này em lấy chồng lâu chưa? Em lấy được 1 năm. Lấy được 1 năm rồi à? Thế đã được mấy đứa con rồi? Mới được 1 đứa con đây à? Đứa con được mấy tháng rồi? Được 1 tháng á? Ồ, thế là mới sinh à? Thế chồng hôm nay có đi chợ cùng không? Có. Thế chồng đâu? À, chồng đi về rồi à? Đây các bạn ơi, mình sẽ... Đây, ăn kem nhá. Có nói được tiếng Kinh không? Mấy cháu nhỏ có nói được tiếng Kinh không? Ôi, vứt bỏ cái đấy đi. Này, nao tay này. Nao tay đi. Nao tay đi. Ai, kem nhá. Ôi, nhưng mà tay đang hơi bẩn đấy. Ở đây, được. Đây, cho cô nữa. Cho bạn, chị ơi, cho em thêm một cái nữa. Cô ăn đi. Không, đây cháu mời mà. Cô có nói được tiếng Kinh không? Không à? Mẹ của em à? Đây là mẹ của em luôn à? Thế là mẹ chồng hay là mẹ đẻ? Mẹ đẻ à? Thế là lấy chồng có xa không? Thế à? Ở đây, còn đây của em nữa. Còn em bé 1 tháng tuổi thì chưa ăn được kem đúng không? Mới đang ăn sữa mẹ thôi. Thế thôi, thế à, mấy mẹ con và cháu bây giờ chắc là đi về chứ? Thế thôi, đi về không cả lắng nhá. Đấy, em nhỏ chẳng mũ má gì cả. Thế thôi nhá, chào mấy mẹ con nhá. Bạn Sai, cho anh hỏi thăm một tí. Thứ nhất ạ, em tên là gì? Em tên là Vàng Xeo Nhà. Vàng Xeo Nhà. Vàng Xeo Nhà. Vâng. Em là người đồng bào gì? Đồng bào Mông. Người đồng bào Mông. Thế nhưng mà thật sự là hôm nay anh thấy nó hơi khác biệt với cả các bạn con trai người Mông ấy. Vâng. Thì thực sự là anh cũng đi quay rất là nhiều nơi và rất là nhiều những cái chợ phiên rồi. Nhưng anh thấy hôm nay em mặc một cái bộ... Đây là cái áo thôi đúng không? Một bộ ạ. Cả một bộ luôn à? Vâng. Anh em mình di chuyển lên xe bên trên để cho nó mát một xíu nhờ. Bạn Giàng Xeo Nhà đúng không? Vàng. Vàng Xeo Nhà. Bạn nhà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 18. 18 tuổi à? Vâng. Nên lấy vợ chưa? Chưa. Chưa lấy vợ à? Vâng. Thế là hôm nay thế có người yêu chưa? Chưa. Hôm nay đi chợ là đi cùng với ai? Anh em mình đứng đây cho mát nhá. Đứng
bạn. Đi với bạn thôi. Vâng. À, thế thường ngày thì cho anh hỏi em là thường ngày thì em có hay mặc cái bộ trang phục của người Mông này không? À. Những người con trai thì anh thấy là rất là ít khi mặc. Có. Ờ. Thế là thường ngày là em cũng hay mặc cái bộ trang phục của người Mông này. Vâng. Ờ thì anh thấy là bộ trang phục này nó cũng khá là đặc biệt. Mà thật ra anh đi quay cũng rất là nhiều những cái chợ phiên ở các tỉnh vùng cao rồi. Thì ngày hôm nay thì anh mới bắt gặp là em mặc một cái bộ trang phục người Mông. Thì những cái này thì thường khi là mình có những cái ngày lễ hội hay đi biểu diễn gì thì mình mới thường khi là mặc, đúng không? Vâng. Còn nhưng mà đối với em thì em cũng là chắc là rất là thích cái những cái trang phục của người đồng bào mình. Vâng. À thế à? Vâng. Thế nào hôm nay em đi chợ cùng bạn trai hay là cùng bạn gái? Trai ạ. Cùng bạn trai luôn à? Vâng. Thế sao chưa có người yêu à? Chưa. Thế thì mình phải bắt lấy một cô vợ nào đấy thôi. Vì cũng đủ tuổi để lấy vợ rồi đúng không? Vâng. Ở thế nhà em có gần đây không? Không ạ. Ở cách đây bao nhiêu cây? Cũng không biết nữa. À đấy à. Ờ vâng. Thế là đi chợ này có đã mua được gì chưa? Chưa ạ. À đấy, bây giờ mới đi thôi à? Vâng. Ờ thế thôi, anh cảm ơn em nhá. Vâng. Thế thôi em tiếp tục đi chợ đi, xem là có thích mua cái gì thì mua thôi. Vâng. Nhá. Rồi, ok, chào em. Em chào anh. Ừ. Thấy ông già đi chợ, thấy khổ khổ đấy. Thấy ông ăn quả vải, thế là tưởng mắt cho ông và mua cho ông cân vải các bạn ạ. Biếu cho ông. Vâng, vâng, ông cầm đấy. Ông cầm về ăn đấy nhá. Vâng. Người già chắc là thấy cũng khổ và mua cho ông ăn một cân vải. À, các bạn ơi, chắc có lẽ là Sơn cũng xin kết thúc video này tại đây thôi. Cái chợ Simacai này thì như buổi hôm nay thì Sơn cũng đã di chuyển một vòng tròn quanh chợ rồi. Và nó cũng không có nhiều những cái điều nó đặc biệt lắm đâu. Nó không có nhiều điều khác biệt lắm đâu. Nó vẫn chỉ đơn giản là như vậy thôi. Vẫn là những chàng trai Mông và cô gái Mông đi chợ mua đồ, bán những cái đồ mà người dân trồng được tại nhà, tại vườn. Đấy, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ thì chắc là Sơn cũng xin phép được kết thúc video nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.